trước khả năng tuyến đê dài gần 200 mét có nguy cơ bị nước sông Bắc Hưng Hải tràn qua, gây ngập lụt toàn bộ hai thôn Xuân Tràng và Đồng Than. Từ 10 giờ sáng nay, chính quyền xã Đồng Than đã huy động lực lượng cán bộ nhân dân tại chỗ khẩn trương đóng bao cát, gia cố đê để bảo vệ tài sản và tính mạng của gần 5.000 dân. Chúng tôi cũng đã đắp lên cao được khoảng độ 4-50 phân so với mực nước. Chiều cường của sông Bắc Hải vẫn tiếp tục dâng cao như thế này. Thì chúng tôi với phương án 4 tại chỗ đồng thời là sẽ ứng trực 100%, 24/24. Quân dân, người già, người trẻ cũng tập trung ra đây hết để xúc cát, kè đê, ngăn nước tràn vào trong dân. Nước sông Bắc Hưng Hải dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở 7 xã huyện Yên Mỹ có nguy cơ bị tràn, vỡ đê gồm xã Đồng Than, Thanh Long, Trung Hưng, Trung Hòa, Lý Thường Kiệt, Tân Việt và xã Minh Châu. Để ngăn chặn sự cố có thể xảy ra, ngay trong ngày hôm nay, huyện Yên Mỹ đã huy động lực lượng gồm công an, quân đội và nhân dân cùng các trang thiết bị tập trung gia cố bảo vệ đê. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện cũng đã chỉ đạo các xã tập trung đắp những cái chỗ sung yếu trước, thế và những cái chỗ mà có nguy cơ huy động nhân dân để mà đóng bao cát, thế và để đắp ngăn chặn nước sông Bắc Hưng Hải tràn vào trong khu vực dân cư sinh sống. Trước tình trạng nước sông đang tiếp tục dâng cao đã gây khó khăn cho công tác bảo vệ đê, huyện Yên Mỹ đang tiếp tục tăng cường lực lượng, huy động nhân dân đẩy nhanh tiến độ xử lý, đắp và gia cố đê, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.